Xin chào mọi người, ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người móc xong hàng móc thứ 9 của phần đầu mochi. Và đến với video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người thực hiện tiếp những hàng móc tiếp theo nha. Tiếp theo thì mình móc lên hàng móc thứ 10. Hàng móc thứ 10 mình móc 30 mũi móc đơn. Hàng này mình không tăng cũng không giảm mũi. Mình móc đều mỗi chân mũi một mũi móc đơn cho đến cuối hàng nha. Khi móc xong thì mình móc mũi chuột để kết hàng. Tiếp theo lên hàng móc thứ 11. Trước tiên mình móc 3 mũi móc đơn. Sau đó móc 1 mũi giả. Mình tiếp tục lặp lại công thức 3 đơn 1 giảm ở hàng móc này nha. Cứ 3 mũi móc đơn mình sẽ móc 1 mũi móc giả. Sau khi móc xong hàng móc thứ 11, mình sẽ móc mũi kết hàng. Tiếp theo là lên hàng móc thứ 12. Trước tiên mình móc 1 mũi móc đơn. Sau đó là 1 mũi móc giả. Rồi móc 2 mũi móc đơn. Rồi 1 mũi móc giả. Mình sẽ lặp lại công thức 2 đơn 1 giảm ở hàng móc này nha. Cứ 2 mũi móc đơn mình sẽ lại móc 1 mũi móc giả. Chân mũi cuối cùng của mình ở hàng móc này sẽ là 1 mũi móc đơn nha. Sau khi móc xong thì mình móc mũi chuột để kết hàng. Tiếp theo thì mình sẽ nhồi bông. Mình sẽ nhồi đầy bông vào trong đầu mochi của mình. Sau khi nhồi bông xong thì mình sẽ tiếp tục móc lên hàng móc thứ 13. Trước tiên mình móc 1 mũi móc đơn.
sau đó móc một mũi móc ra. Hàng này mình sẽ lặp lại công thức là một đơn một giảm nha. Cứ một mũi móc đơn thì mình lại móc một mũi móc giảm. Cuối cùng là móc mũi kết hàng. Như vậy là mình đã móc xong được hàng móc thứ 13 của phần đầu mochi rồi nha.